Bản tin 24 giờ xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Người dân các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương trắng đêm chạy lũ mưa lớn, nước lên nhanh, nhiều xã, bản ở các huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Quế Phong bị ngập, người dân trắng đêm gom đồ đạc chạy lên nơi cao tránh lũ. Thông tin từ người dân các huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Quế Phong cho biết, đêm ngày 26 tháng 9, nhiều bản, làng trắng đêm không ngủ vì lo sợ mưa lũ, nước dâng, nhiều gia đình bị ngập đồ đạc, nguy cơ bị nước lũ cuốn nên ra đường tìm nơi cao ráo chống chọi sáng đêm. Tại huyện Quỳ Châu, đoạn quốc lộ 48 đi qua địa bàn xã Châu Hội bị ngập khiến xe cộ không thể lưu thông, mực nước tại cầu treo Châu Hội đã mấp mé mép cầu, người dân không dám đi qua, nhiều ruộng lúa, ao cá của người dân Châu Hội bị nước ngập, thiệt hại gần như hoàn toàn. Tại bản Lâm Hội, nước lên nhanh khiến nhiều tuyến đường và trường mầm non bị ngập cục bộ, cán bộ xã, bản và người dân trắng đêm kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng. Đặc biệt, một người dân từ xã Châu Bình đi qua địa bàn xã Châu Hội bị nước chảy từ đồi cao tống xuống cuốn trôi, may mắn được người dân Châu Hội hỗ trợ cứu kịp thời nên thoát được nguy hiểm. Tại xã Châu Bình, nhiều nhà dân ngập và dọc một số tuyến đường, người dân phải ra đường tránh ngập. Đến sáng nay ngày 27 tháng 9 nước đã rút, người dân trở lại nhà dọn dẹp. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn ngập, toàn huyện Quỳ Châu có các xã bị ảnh hưởng như Châu Bình ngập từ dốc 77, phía trên đập phụ bản Mông đến đầu xã Châu Bình, ngập khu dân cư bản Khoang, bản Đồng Phầu, bản Bình Ba, bản Kẻ Cang, xã Châu Hạnh ngập khu dân cư bản Tà Lành, sạt lở đoạn đường tại dốc Kẻ Lè, ngập một đoạn quốc lộ QL48 giáp thị trấn Tân Lạc. Còn địa bàn thị trấn Tân Lạc ngập quốc lộ 48 đoạn giữa thị trấn, ngập khu dân cư khối 4, khối 2, khối Tân Hương tại xã Châu Thắng, ngoài ngập đoạn QL48 phía chân dốc Bù Bài, còn sạt lở núi tại điểm tiếp giáp với xã Châu Tiến, ngập cầu Châu Thắng và dân cư hai bên cầu. Còn tại xã Châu Tiến, ngập các ruộng lúa, khu dân cư bản Minh Tiến dọc bờ sông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Từ chiều tối ngày 26 tháng 9 tại huyện Quế Phong mưa lớn kéo dài, đến sáng ngày 27 tháng 9 trời vẫn tiếp tục mưa khiến rất nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Các điểm sạt lở nặng như tuyến đường vào xã Nậm Dài, quốc lộ 16 đoạn qua dốc Chuối, tuyến giao thông Đồng Văn, Thông Thụ, mực nước tại nhiều sông suối đang lên nhanh. Các xã như Quang Phong, Cám Muộn, Mường Nọc, Tiền Phong, Thông Thụ nước dâng gây ngập úng, nhiều trường học, nhà dân cũng bị ngập. Việc một số nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Quế Phong xả lũ cũng là một trong những nguyên nhân gây ngập úng. Tuyến quốc lộ 48 qua các huyện Quỳ Châu, Quế Phong hiện tại nước ngập gây ách tắc giao thông tại 4 điểm: km 88, km 91-400, km 94, km 106. Có 2 điểm sạt ta luy dương tại km 85-700 đoạn dốc Kè Lè và km 98-100 đoạn dốc Bù Bài. Do sạt lở nên các loại phương tiện không thể lưu thông, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu bị ngập, một số nhà dân cũng bị sập. Thiệt hại do mưa lớn kéo dài đang được huyện Quế Phong cập nhật. Trước tình hình trên, huyện Quế Phong đã chỉ đạo các xã lập các chốt tại những đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao, bố trí người túc trực tại các cầu tràn cảnh báo người dân không ra sông vớt củi, bắt cá nguy hiểm đến tính mạng. Công tác cứu hộ người dân ở các lán trại cũng đang được cấp ngành triển khai đồng bộ. Tại huyện Thanh Chương, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ tối ngày 25 tháng 9, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to và rất to, kéo dài. Lượng mưa lên tới 300-400mm làm ngập úng cục bộ ở một số nơi trên địa bàn huyện như xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Hương. Sáng nay, ngày 27 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương tạm dừng hội nghị quán triệt luật dân chủ cơ sở để tập trung công tác phòng chống lũ lụt. Ngày 27 tháng 9, nhiều địa phương ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn. Trao đổi với báo Nghệ An, ông Lữ Thanh Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quế Phong cho biết, trên địa bàn huyện, những ngày vừa qua có mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to. Dự báo mưa sẽ kéo dài nhiều ngày nên từ chiều hôm qua, ngày 26 tháng 9, phòng đã có văn bản gửi tới các nhà trường và cho phép hiệu trưởng chủ động cho học sinh nghỉ nếu điều kiện thời tiết không đảm bảo. Trong sáng ngày 27 tháng 9, qua nắm bắt ban đầu các trường tại các xã Quang Phong, Cám Muộn, Châu Kim, Nậm Dài, Hạnh Dịch đã cho tất cả học sinh nghỉ học. Ở các địa phương còn lại, việc nghỉ học có thể diễn ra cục bộ nếu điểm trường bị chia cắt, không đi lại được. Tại huyện Quỳ Châu, hiện tất cả các trường đã cho học sinh nghỉ học và tình trạng ngập úng diễn ra tại nhiều địa bàn trên toàn huyện, kể cả khu vực thị trấn. Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Châu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết, do mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ từ khoảng hơn 2 giờ sáng hôm qua đến nay nên nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã bị ngập lụt, đặc biệt là các xã nằm dọc sông. Qua nắm bắt ban đầu, hiện hai điểm trường mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh nước dâng lên ngập đến mái, nhiều điểm trường ở xã Châu Thắng nước cũng đã tràn khoảng 1 mét vào trường. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳ Châu cũng cho biết, ở những trường dọc sông, nhiều năm nay công tác phòng chống bão lũ đã được các trường chú trọng. Trước thời điểm mưa to và thủy điện xả lũ, phòng giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường di chuyển đồ dùng thiết bị dạy học lên chỗ cao,
Tuy nhiên, với việc nước dâng nhanh, ngập mái, nhiều trường chắc chắn đã hư hỏng hết tài sản. Tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hơn 7 giờ sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Các huyện có số trường nghỉ học lớn như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Nguyên nhân chính là do mưa to và thủy điện xả lũ. Các huyện còn lại như Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, việc nghỉ học diễn ra cục bộ tại những địa bàn bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các nhà trường, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nói thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường từ rất sớm trong việc chủ động phòng tránh mùa mưa lũ, trong đó yêu cầu tùy theo tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học và thông báo sớm để tránh việc học sinh vẫn đến trường. Bên cạnh đó, cần phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình quản lý học sinh nghỉ học ở nhà để không xảy ra sự việc đáng tiếc. Trong mùa mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường chủ động trong việc di rời các phòng máy ở tầng 1 lên tầng trên hoặc đến những nơi cao để đảm bảo an toàn. Rà soát lại cơ sở vật chất trong nhà trường để tránh trường hợp mưa kéo dài bị sập tường. Các nhà trường cũng cần phân công người trực đề phòng nước lên bất ngờ, nhất là những vùng ven sông Lam hoặc có thủy điện xả nước trước và sau lũ. Thường xuyên phối hợp với cơ quan y tế làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch, nhất là khi hiện nay bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh ở các nhà trường. Sáng ngày 27 tháng 9, thông tin từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, từ 1 giờ đến 6 giờ hôm nay, quốc lộ 48 đoạn qua bản Kẻ Khoang bị ngập sâu khiến mọi phương tiện không thể qua lại. Theo đó, từ hôm qua ngày 26 tháng 9, mưa lớn liên tục xuất hiện trên địa bàn các xã huyện Quỳ Châu. Tại xã Châu Bình, nhiều nhà dân ngập và dọc một số tuyến đường, người dân phải ra đường tránh ngập. Đến sáng nay ngày 27 tháng 9 nước đã rút, người dân trở lại nhà dọn dẹp. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn ngập, đặc biệt, từ 1 giờ đến 6 giờ ngày 27 tháng 9, quốc lộ 48 đoạn qua bản Kẻ Khoang, xã Châu Bình bị ngập sâu khiến mọi phương tiện không thể qua lại. Theo thống kê, toàn huyện Quỳ Châu có các xã bị ảnh hưởng như Châu Bình ngập từ dốc 77, phía trên đập phụ bản Mông đến đầu xã Châu Bình, ngập khu dân cư bản Khoang, bản Đồng Phầu, bản Bình Ba, bản Kẻ Cang, xã Châu Hạnh ngập khu dân cư bản Tà Lành, sạt lở đoạn đường tại dốc Kẻ Lè, ngập một đoạn quốc lộ QL48 giáp thị trấn Tân Lạc. Tại xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An, nhiều hộ dân tại bản Chiếng cũng phải sơ tán trong đêm. Lực lượng chức năng được huy đối tối đa để hỗ trợ người dân phòng chống mưa lũ. Ông Lô Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Phong cho biết, mưa lớn cộng thêm việc xả lũ từ thủy điện sông Quang khiến toàn bộ nhà dân tại bản Chiếng bị ngập sâu. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 100 hecta lúa của người dân bị ngập sâu từ đêm. Tại một số bản, nhà dân bị ngập, cá biệt có một số nhà dân bị đất sạt lở tràn vào. Rất may không có thiệt hại về người. Tại huyện Quế Phong, con đường độc đạo từ Châu Kim đến Nậm Giải từ quốc lộ 16 và bị sói lở nghiêm trọng, mọi phương tiện rất khó qua lại. Theo dự báo, thời gian tới nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa tích lũy tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ từ 40-100mm, có nơi trên 150mm, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, công trình dân sinh, kinh tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.